Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này kênh tử Gia Phát chia sẻ với anh chị về hướng dẫn sử dụng cân điện tử, cân heo gia đình anh chị ha. Rồi, đầu tiên là mình chỉnh bốn cái chân đế. Anh chỉnh cái chân đế cho em ở dưới đó, cho nó khỏi gập ghềnh á. Nó bị gập ghềnh nó dặn nó ra. Cái chỗ nào mà bị thiếu á mình dặn nó ra. Đó chỗ đó anh đó, chỗ đó, đó dặn mình dặn cái chân đế nó ra. Dặn đúng rồi. Dặn cho cái cân nó nâng lên, nó không có bị gập ghềnh nữa. Thì cân nó mới an toàn. Nó chính xác. Được chưa? À, ok, ngon lành. Được. Rồi. Sau đó mình khởi động lên, mình bấm on khởi động lên giùm em. On đó anh ơi. On rồi. Rồi bấm phím ta re để âm lòng giùm em với. Ta re. Đúng rồi, nó âm lòng rồi ha. Rồi bây giờ bỏ heo vô cân thôi. Anh vừa lấy cái số ký của cái lòng chứ. Dạ rồi đó, anh bỏ cái lòng xuống đi, nó âm đi coi. Bỏ lên 6. Chốt 106 chẳng. Bước bên đây nè, kéo qua. Rồi, em kéo cho, em kéo cho anh bước qua anh xin đó. Rồi, ok. Đồng cho thằng sâu nó kẹo lắm. Sát ở đầu lòng, thằng sâu chịu nổi. 102 kg, chốt. Kẹo quá, thằng này nặng quá. Để cái chân ra nữa, để chân cái được. Đây, anh coi kỹ thêm lần nữa nè, nó chốt cái kịch cho anh coi. Nãy con kia nó... Nè. Chốt kịch đó không? Chốt liền không? 106 kia 8 là chốt kịch liền. 16. Để mình mới cài qua điện thoại nữa hả? Dạ, cái dù mà cài qua điện thoại thì chưa. Có mà, cân trại mà trại lớn đó. Dạ, không cài qua điện thoại đó, chốt mình cũng thấy chứ. Dạ, không phải. À, mình quay phim thấy rồi. À, quay phim thấy rồi. Chúng ta đã vừa xem xong video clip về hướng dẫn sử dụng cân heo điện tử anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình đã hữu ích thì đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được những video clip mới nhất từ kênh tự do phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nha. Và nếu như anh chị muốn mua cái cân heo điện tử này thì hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình thôi, đó là 0909 899 833, thì kênh tự do phát sẽ báo giá tốt nhất của ngày hôm nay và miễn phí giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.